Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn những con cá axolotl mình, những con cá kỳ nhông nước của mình ha. Đây là những con khủng long sáu sừng của mình á. Cái này là những con này nó nhỏ nè. Dạo này nó không hiểu sao mà nó chung trong một cái hồ nhỏ xíu như này á, là chúng nó ăn chân tay với nhau nè. Như con này nó bị cục cái chân ở dưới này nè, đây nè, để mình zoom ra cho mọi người xem nè. Đấy, nó bị cục cái chân đây nè. Con ở bên này, con bên này là nó đang nằm nghiêng ra ngoài, nó nằm nghiêng như vậy nè. Nó cũng bị chắc bị hai con này nó ăn sao mà nó ăn bị cụt cái chân bên kia. Đây, ăn ra nó bị cụt cái chân bên này, nó bị nghiêng qua một bên này. Đó, nó ăn cùng với nhau rồi sao mà nó bị như con này nó bị thức ăn nè. Đó, như con này cái thức ăn, nó ăn nhiều khi nó cắn vô cái chân tay của những cái con này, mấy cái chân của nó mềm lắm, giống như là cái sụn của nó dễ bị đứt á, đứt nguyên cái bàn. Đây này, như con này nè, nó bị đứt nguyên cái bàn chân sau của nó nè. Đó là chúng nó ăn, nó cắn cái vô cái nhầm vô cái chân của những con kia là nó bị đứt luôn đó. Những cái chân, cái tay của con này nó bị cho này, cái tay của con này nó bị tật trên này nè. Chúng nó sao mà không hiểu sao nó ăn nhầm vô trong cái bộ phận thức ăn đó. Nó ăn ha, nó ăn ghê lắm, nó play. Mình gấp vô bằng cái này mà nó ăn, nó cắn vô bằng cái sắt luôn á, mà chắc là người nó mềm hay sao, nó không có. Con mấy con này nó không có răng nên là nó chỉ ăn là nó nuốt thôi, nhưng những cái thức ăn của nó, mấy con này thì thức ăn nó đang là loại dạng viên, loại nhỏ đó. Đấy, đấy, không, nó ăn không. Mấy con này nó không có sợ. Đấy, nhìn kỹ tự nhiên nó bị như con này nè, cái tay của nó, nó bị tật này ha. Nó có tay của nó nhưng mà kiểu nó tay sao nó bị tật, nó dài ra, nó giống như là nó bị cắn gì đó nè. Cái chân bên này đó, cái chân bên này nó cụt hẳn luôn nè. Đó, mình cho nó ăn nè. Đó ha, để dưới đây nó không ăn nè. Con này mama, tại vì thế kia hết sát để đây nó không ăn đâu, mình nó gấp như vậy đấy, nó mới ăn. Đó. 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 Mấy con này thì nó cái xương, cái hai cái chân, hai cái tay của nó vẫn còn mềm yếu á, nó mà nó bị cắn nhầm vô cái là nó cũng bị đứt luôn. Đây là cái tay của con này nó bị cục đây nè, nó cục bên tay bên trái nè. Còn con bên này hôm bữa nó con màu vàng nè, cái tay nó mọc ra rồi nè, cái tay rồi trên này nó mọc ra rồi nè, nhưng mà cái chân thì nó lại bị cụt nè. Cái chân của nó mới bị đồng đội của nó cắn cho nó cụt lại, giờ là phải tốn thêm thời gian để mọc lại. Mấy con này cái chân tay của nó là cái sụn thì nó mọc lại được. Nó hay cắn nhầm á, mình cho nó ăn nó không nhìn thấy rõ sao nó cắn nhầm vô, là nó ăn vô cái tay cái chân rồi đứt luôn á. Nó dạng mấy con này nó cái sụn nó mềm lắm, cái xương mấy cái bộ phận của nó nên nó mà nó cắn nhầm vô là nó đứt luôn á. Nó mới cái tay của con bên này nè, nó mới mọc ra nè, cái con này con vàng này trước là cái tay nó bị cục á, đây nè, giờ nó mọc ra nhưng mà cái chân này nó bị, cái chân nó bị cục, cái chân nó bị cụt do chắc là do hai con này ăn nó hay sao đó, nên là mình nuôi mấy con này á, khi mà nó bị mất tay mất chân á, trong quá trình mà nó nhỏ như này á, mà nó có bị mất tay mất chân gì đó thì nó mọc lại được, không sao. Nên là nếu mà mọi người mà mới bắt đầu nuôi á thì hay mình đi ra ngoài tiệm á, thì nhiều khi mình kiếm những cái con mà nó lằng lặng á thì rất là tốt, nhưng mà ví dụ có những con mà nó bị khuyết tật á, nó bị cụt tay cụt chân, lúc mà mình mua nó nhỏ cái này thì cũng không cần phải lo lắng nhiều. Thì nói chung nếu mà mình mua mà số lượng ở trong cái chỗ cái hồ đó mà nhiều con thì mình sẽ chọn những con nào nó còn tay còn chân hay là còn cái sừng thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà nếu mà nó ở chung với nhau như này là mình cho nó vô chung, ở chung giống như là cái môi trường nó chật chội hơn một chút á, thì nó va chạm nhau thì nó có thể nó cắn nhầm á, chứ không phải là nó ăn đâu, nó cắn nhầm, nó tưởng là thức ăn á, mà nó cắn nhầm vô cái chân á, nó bị cụt luôn, nên là nó bị cụt cái này đấy, nó bị cụt hẳn cái chân này luôn rồi, nhưng mà nó sẽ mọc lại được, không sao. Như con bên này cũng vậy nè, con bên này cái tay bên này, cái tay bên này bị cụt nè, cái tay bên này bị cụt nè, nên là nó cũng sẽ mọc lại được thôi, trong vòng tầm tháng 2 tháng nữa thì nó sẽ mọc lại đầy đủ. Thức ăn này mình cho nó ăn, mình bơm nó ăn, ở đây thì nó thấy nó ăn. Còn mình để trong dưới này mình không cho nó ăn liền nữa, nó tan vô trong nước thì nó mềm, nó lại không ăn nữa. Mấy con này nó thích mình đúc nó lắm, gấp rồi ăn rồi đấy. Nó nhỏ như này mà nó cũng dạng lắm. Còn con bên này thì nó đây, mình con bên này thì nó to, nó đang nằm ở đây nè. Con này thì nó đang ở đây, không biết nó ăn không, ấy cho nó cái nó ăn ha, nó đây đấy. Nó to, nó hầu như nó không, ít khi bơi lắm, nó nằm yên ở dưới đáy thôi, và nó ngồi lên trên mặt nước nó lấy không khí. Đây, ăn thêm pin nữa nè, thêm một pin nó no rồi. Nhiều khi nó đang ngủ mọi người, Nhiều khi mình tưởng nó không ngủ nhưng mà nhiều khi nó nằm im re trong á, nhiều khi nó đang ngủ đó. Mình thì con này thì nó mập, nó lùn, chắc là mình do nó cơ địa nó ngắn đi sao, nhìn nó mập lên nên mình thấy nó lùn. Đấy, còn mấy con em bên này thì đang ăn. Đấy, nên là mình nuôi mấy con này mà nó nhỏ như này á, mà nó bị tay chân mà nó bị khuyết tật đi á, nó bị trong quá trình nó đang phát triển mà nó vô tình mà nó bị ăn, nó bị đứt tay đứt chân á, thì nó cũng sẽ mọc lại được, không có vấn đề gì. Nó tại vì cái tay cái chân của nó giống như là cái sụn thôi, nó sẽ tự nó mọc ra. Giống như cái con này, như cái sừng bên này nó bị, nó chỉ còn hai con hay sao, hai cái sừng. Nó con này thì cũng giống như là bị cụt cái chân bên trái nè, cái chân bên phải ở dưới nè. Đấy, nó bơi nó cũng cả niễn. Nhưng mà nó cũng vẫn đi lại được, không vấn đề gì. Mình cho nó ăn để nó ăn. Đấy, nó vẫn ăn. Nãy giờ mình cho nó cũng ăn rất là nhiều rồi đó mà vẫn ăn. Thức ăn là để lâu ở dưới này thì nó sẽ tan đi nè. Nên là mình phải cho nó ăn, nó ăn càng sớm càng. Ăn đi, ngay cái miệng của nó luôn rồi mà nó không thèm ăn. Để cho qua con bên này. Đó, con này nhạy lắm. Ăn cả sắt luôn kìa. Nó ăn cả đũa kìa, đũa sắt kìa. Ăn không? Dữ không? Đây mình sẽ cho nó ăn thêm một viên này nữa, còn bên này nó ăn nữa. Nó không ăn nữa mọi người. Không ăn mình chắc là nó đang buồn ngủ á, khuya rồi cho nó ngủ á. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình nhé. Nên là nếu mà mọi người mà có nuôi những cái con cá kỳ nhông này nó, hay là chuẩn bị nuôi á, mà nó lỡ may mà nó lục tay cụt chân thì các bạn cũng không cần phải lo lắng nhiều, tại vì nó sẽ tự động nó tái sinh lại được cái tay chân của nó bị cụt ha. Nó giống như thằn lằn cũng vậy, nó đứt đôi nó không tự mọc lại được. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình.